Cô chú ơi, chay bây giờ đi cà khịa. Bữa nay cho cô chú thấy chay mặc jean xệ luôn á cô chú, jean xệ luôn á. Rồi ơi, tự nhiên ngồi xuống nó nhìn mấy cái đó làm chi vậy hả? Ew, nasty. Stand up, JD, stand up. Ừ, chim á con chim đó. Có con chim vành khuyên. Ừ. Hả? Con phải gỡ cái này ra con mới nói chuyện được. Đúng rồi, gỡ ra đi. Đó, con nói kìa, nó ghiền cái năm vú tới mức độ đó cô chú ơi. Say hi. Hi Susan. Are you warm enough? It can be a pretty day. Yeah, it's gonna be a nice day. It is. She's sassy today. No, she's good. She's sassy every day. Yeah, exactly. Full of energy. Too She bright. doesn't like the sun. Ah, yeah, too bright for you. Lots of poop. Don't step in the poop. Yeah. Yuck. I don't see them. How come? It's in the morning, I think. Oh, really? I know. I feel like I need the hose. To hose it down. Hi, JD. À, hello. Đây, bây giờ hiện tại đã gặp hàng xóm miết luôn. Yeah, me too. I was in bed like by 10. Good girl. Me 11:30. Hi baby girl. Hi. Oh my god. Sao hôm nay sao con ngộ không không có thấy cái con vịt nào hết á mà ra đường là thấy đầy bãi chật đất. Bà hàng xóm lấy cây kìa, cháy đất kìa. Bà hàng xóm bà nói không phải là tại vì nó đi buổi sáng sớm lắm, nó là nó canh chưa có ai á, 5-6 giờ sáng là bắt đầu nó cà khịa nguyên đám xúm đây. Lấy cây kìa cháy. Hôm nay là cháy không có ngoan cậu chú à, cháy nắm vú nắm đồ rồi. Không ngoan à, em bé gì mà ăn rồi cái nấm vú nè. Cô chú chưa có tấm hình nào nấm vú của chay nào phải không? Rồi đó, đang núc 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 đó. Em bé gì mà lớn già cái đầu 2 tuổi rồi, lớn quá trời lớn rồi. Mà hả, còn xài nấm vú nữa. Nè, coi ok, hí cho mẹ đi. Cái gì lạ, đỏ, tè. Đáng đời. Đáng đời, con bé phá. Rồi, ok kìa. Ê, 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 hold on, đứng lên. Rồi, sit on this side. Ok. Đồ bản thân đó cô chú. Lucky thì đang nằm đừng nó nằm với tôi luôn, nó cho tôi luôn ạ. Lucky thì đang nằm phơi nắng. Đó, coi chừng Lucky vào con nghe. Stay away from Lucky. Đi chú khác. Bye bye Lucky đi. À, em bé ngồi giữa đường nè cô chú. Trong đêm, God bless you. Một bàn chân bướm bé xíu lang thang trên đường. Ồ, hôm nay trời đẹp quá. Quá đẹp luôn. Mặc cái áo sương vậy là ra đường được rồi. Chay làm mặc hai cái áo, một cái áo dài tay dài trong ấm, còn một cái áo ngoài khoác nữa. Nhưng mà như vậy là hoàn hảo. Có nắng là nó sẽ làm cho tất cả mọi thứ được ấm áp hơn cô chú. Cái này cái đó là nắng ấm sai dần mà. Đi qua nhà bà Dolores chơi không? You wanna stop by Dolores' house? Say hi to Dolores. Hi. Rồi đi qua nhà bà Dolores chơi nha. Để coi bà Dolores có nhà không. Con kêu đi, con kêu Dolores. Are you home? Can you call her name? You gotta call her name. Say. You know what, Nini? Yes. Bà đi đâu rồi, sống có nhà cô chú ơi. Thôi bây giờ mình ra mình phá cây bà đi. Ăn rồi bà đi giết rồi, bây giờ mình giận quá. Không có chuyện gì làm, giờ ra phá cây bà. Có được không? Thôi đi con, đừng có giận cá mà chém thớt con. Đừng có giận đi lâu rồi, bà đi bất lại. Bậy. Mẹ không có giỡn với con nha chay, go away. Don't do that, that's not nice. Hả? Không buồn quá hả? Không có đi lâu rồi, buồn quá hả? Mày biết mà, mày biết tâm trạng của con ngay lúc này mà. Con bị thất tình đúng không? tình xưa nghĩ cũ và tình làng nghĩ sớm. Chay đang bị thất tình làng nghĩ sớm cô chú ơi. Ok, Lucky kìa, gọi Lucky không? This way, đó. Em bé này bữa nay hư dễ sợ luôn á. Em bé ngậm cái đó là cô chú có biết chay hay chay gọi cái đó là gì không ta cô chú nào mà
yêu thương chay cứng luôn á. Ông bà biết chay gọi cái nắm vú là gì không ta? Ba bà, bà ba bà ba, gọi là ba bà. Tại tại kêu lắc kỳ đó. Tại vì á cái nắm vú tiếng Anh gọi là pacifier. Đó. Nên là ba chay gọi là ba bà từ nhỏ tới lớn, nên là chay cứ ba bà. Rồi cái con unicorn đó thì chay gọi là em. Tại vì cái đó là của bà cố, bà cố bà kêu em, nên bây giờ nó gọi là em luôn. Em đi ngủ là cứ kiếm em đâu chay, em con đâu, em đâu, em còn đâu, em bé bắp đâu. Nó lắc kỳ đó cô chú, cái kỳ ăn rồi cứ đi cà khịa tối ngày ngoài đường vậy đó, không có nhà, đi kiếm hết cái này tới kia, tụ tập bạn bè ăn nhậu. Chị đi Dolores is not home sweetheart. Không có Dolores nhà con. Không có ai ở nhà con. Thôi đi đi con. Con nó kêu người ta kìa. Đừng mở cửa chay, chay chay, đừng. No 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 no, chay đi. Close the door. Okay, let's go. Let's go. Oh, hi Lucky. What you doing, Lucky? Đi 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 đi. Trời, trời, trời. Cô chú thấy không? Cái quần áo là nó mặc nó thể hiện cái cho cái mùa của cái một năm. À, cô chú thấy ngày xưa cô chú nhớ những sao tự nhiên dục em? Dục em rồi đứng dậy làm sao? À, trời đất ơi. Lời nhớ ngày xưa là lúc nó chay mặc mấy cái đầm mà có hoa hòe đúng không cô chú? Trời ơi, cái lúc đó trời đẹp dễ sợ luôn. Bây giờ là hết rồi. Bây giờ là sau lưng một cô gái là một bà mẹ trùm mền kính mít. Tại vì thời tiết quá lạnh. Chay sấy dạo này ít đi thăm mấy bạn ếch, bạn nhái đồ này kia. Hả? Minh nì đâu, Minh nì. Minh nì đâu? Minh nì là tiền đó cô chú. Nguyện xin giữ những gì vàng là giấc mơ, để chôn kín những kỷ niệm dấu yêu. Chạy đi lên hàng ghế đá ngồi đi con. Hàng ghế đá xanh tàng cây gốc sân trường. Rồi lên hàng ghế đá ngồi đi. Hành lang cũ xa dần xa bước chân người. Đi đi đi. Rồi bây giờ ra tới bãi đậu xe. Cuộc đời cứ lang thang vậy đó. À, dữ chưa? Nhưng mà cái đầu né né là tại vì sợ ánh nắng của mặt trời. Chay có một cái hình như là một cặp mắt giống ba nó, tại vì ưa dễ bị sensitive, là có nghĩa là yếu đó với lại ánh nắng á. Cà khịa đó cô chú có biết cà khịa là gì không? Đó cà khịa đó, không cần. Rồi rớt em, thấy chưa? Em mà cứ có đứa em mà tao để rớt hoài luôn. Cái gì? Nó coi đi cái tướng khịa kìa. Mặc cái quần nè, coi cái mặc cái quần. Nó mặc cái quần xệ 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 nè, thấy không? Phải này phải mua cho sợi dinh nè. Ôi trời 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 trời. sao dục em? Thôi đưa giùm cái này đi, mệt quá đi cho đi quay cái mặt cái coi. Trời đất ơi. Bây giờ làm gì vậy? Rồi giờ ngồi bối rối. Đó, bối rối chưa? Cô chú thấy mặt bối rối chưa? Khoái đôi giày đó lắm cô chú. Ăn rồi cái mang đi, mang đôi giày đó miết. Rồi, rồi, nằm xuống luôn. Đứng lên đàng hoàng. Có đứa nít nào dơ bằng đứa nít này không? Đó.
Cái quần này á, cô chú mua ở Zara. Zara của con nít á. Hồi bữa mua cái quần này với cái giá là bao nhiêu ta? À, hình như là khoảng 15-20 đô la một cái quần. Không nhận quần nít mắc ghê, đồn nít ở chỗ nào cũng mắc, ở Việt Nam cũng mắc, Ngọc Nghĩ Việt Nam cũng mắc, ở Mỹ cũng mắc. Một cái quần jean nhỏ xíu như vậy đó mà bán 20 đô la là 400-500 ngàn á, mà không, mà cái kiểu đồ dáng đồ này kia mặc tiện đẹp đó, nhưng mà đồn của người lớn á, một cái quần 20 đô la cũng vẫn có, mà công nhận đồn nít mắc dễ sợ. Cái áo của Jay mặc hôm nay là, trời, bữa nay mẹ làm, mẹ thiết kế thời trang cho Jay đó cô chú. Cái áo Jay mặc hôm nay là của Gap. Gap, cái áo đó mua bao nhiêu ta, lúc mà chưa sale là cái áo đó cỡ chừng khoảng 439 đồng 95, 40 đô đó, nhưng mà sale rồi thì hình như nó còn có 15 đô hay sao á, là còn 600 ngàn á. Công nhận đồ nít mắc dễ sợ. Áo mà bán 439 đồng 40 đồng. Bạn nít lớn. Ê ê ê ê, bậy bậy, cái đó là bậy đó. Thấy chưa cô chú? Cô chú thấy chay vừa vũ phu không? Vũ chay, quên. Vũ phu là dành cho đàn ông mà. Cái này là Hey, vũ. hey, hey. Thấy chưa? Ba la đó. Vũ chay. Đó, nó kỳ, lên ghế đá ngồi kìa, hàng ghế đá ngồi kìa, con lên hàng ghế đá ngồi luôn đi. Mà mặc quần dễ thương á cô chú ha, cái quần, cái dạng quần ở bên Mỹ người ta may á, nó gọi lại gì sao, quần này nó túm 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 vô cái phọt đẹp, hay là không biết do người mẫu chay mặc đẹp hay sao chả biết đó. Rồi mẫu hậu nằm sải lai hai hả, té hả, té thì tự đứng lên thôi, đâu có chuyện gì đâu. Nó kì kìa, thằng này cứ nên con, hình là nãy giờ Ngọc đang tưởng tượng nó đuổi Lucky, mà Lucky là một con mèo, mà Ngọc tưởng là nó đang đuổi hoa bắt bướm không đó, thì nó đi cái tướng y như đuổi hoa bắt bướm vậy đó. Coi được không, nó thấy tôi quay, nó cái đó quay bằng lưng đằng sau đi được đời không. Kỳ là bướm, chay là hoa, hoa lại hoa hút bướm, đâu đâu phải bướm lại bướm hút hoa, thì có nghĩa là kỳ lại thì kỳ cào chay. Kỳ kỳ cạp cưng, kỳ cắn cưng, kỳ hận cưng, kỳ hôn cưng. Công nhận tướng mặc đồ giống y như giang hồ thì chứ, mặc cái áo hả, có cái nón đằng sau đội sệ sệ ha, mặc cái quần sệ sệ ha, đi cái tướng rồi kia cầm cái con cặp bé bắp đi đó, rồi đi quýnh lộn đó, như giang hồ không. Sớm này không có ai, cô chú thấy không, nãy giờ quay cái sớm này không có ai đi, có một mình hai mẹ con đi, đứa con thì đi cái kiểu giang hồ, còn bà mẹ thì đi cầm camera đằng sau đứng nói như khùng như điên. Mấy người Mỹ không hiểu đang nói gì nên người ta nói cái con này chắc nó cũng là bệnh nặng lắm, mời tội nghiệp thằng chồng. cái gì đợi mấy người Mỹ hiểu, cô chú coi video chắc cũng thấy vậy luôn. Nói cái con này nó nặng dữ lắm rồi, tội nghiệp chồng dễ sợ, nói như khùng như điên, nói thao thao bất tuyệt, không có lối thoát đường về luôn. Mà cái kiểu quay video của Ngọc nó vậy đó mọi người, mọi người mà xem cái video của Ngọc nhiều mọi người sẽ biết là khi mà Ngọc làm một cái kênh, mà ở bên khi mà làm một cái kênh nít đó các bạn, khi mà ví dụ như mình thấy đứa nít đó thì mình thấy dễ thương, thì mình muốn coi nó, nhưng mà Ngọc cảm giác là khi mà mình chỉ quay không mà mình không nói á, đối với Ngọc là một cái người khán giả để Ngọc coi một cái video của Ngọc á, Ngọc thấy nó sẽ rất là nhàm chán. Khi mà mình chỉ quay coi đứa nít đi đi vòng 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 không có nói năng gì hết á, nhưng mà khi mà có một cái người mà nói chuyện á, dẫn chuyện á, nó nói chung là nó cà khịa thiệt, nhưng mà ê ê ê, ủa ủa, mày đứng đứng nói chuyện mà sao con đứng bước bông, con đưa bông vô hửi coi, hửi bông về mày coi coi, hửi bông mày coi coi, chạy, stop it, no you can't do that, what color is this, what color is this flower, màu này màu gì, suy nghĩ, yellow đúng rồi. Rồi màu này màu gì? Màu này màu gì? Màu này màu gì? Chị đi. Màu này màu gì? Nó bỏ em đó rồi kìa.
bỏ bỏ con đầu đường xó chợ rồi nè. Thì tiếp theo cái câu chuyện của Ngọc á là phải nói cho nó vui, còn mà lỡ mà ai không thấy vui thì người ta thấy nhảm thì cũng xin lỗi chứ giờ chịu thua. Chứ Ngọc là Ngọc thấy vậy đó, Ngọc là cái ý kiến riêng của Ngọc là Ngọc thấy là phải chay vừa đi, mà Ngọc đứng vừa sau lưng Ngọc né né, Ngọc xin phép đó cho Ngọc nói chay. Con thấy con ong không chay? Đó đó, bee bee, run away run away, it's gonna sting you. Con ong á, con ong nó thấy con ong nó chạy đó, không khôn quá chứ, để ong chích làm sao. À, cái sớm của Ngọc á ha, đặc biệt đây nè, gần tới Halloween rồi mà không có thấy ai treo Halloween hay là bún kia đó. Mẹ ẩm à, giờ muốn mẹ ẩm à, ẩm ha, rồi ẩm chờ chút để mày chờ chỉnh camera lại. Rồi, trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường. Giờ đi về nha, không chịu đi về hả? Chứ về đi đâu, giờ đi cà khịa tiếp hả? À, bây giờ là mùa thu rồi, lật ký ha, bây giờ là mùa thu rồi cô chú, lá rụng rất là nhiều luôn, cô chú coi nè, lá rụng khắp sân trường, mùa thu lá rơi, mùa hè lá đổ, mùa đông hết lá. À, hồi nãy giờ cô chú thấy đi trong sớm không? Không có một bóng người, không có một đứa con nít, chỉ có Chay và mẹ trên con đường này, trong cuộc tình này. Mẹ với Chay là người nhận hết chua cay nặng dữ lắm hả Chay ha. Biết Chay sau này lớn lên nó coi lại mấy video này sao ta, nhìn vô cô chú coi, chào cô chú cái coi, chào cô chú cái coi, hello cô chú đi, đúng rồi, ù qua cô chú cái, ù qua cô chú cái, mà đưa nguyên cái ha, đưa nguyên cái đấm vú vô à, bà vô, lấy cái bà ra đó đi, không lấy hả? Có chính kiến lắm, không lấy. Thôi bây giờ con xuống được không, chứ mẹ bồng con vừa mày vừa cầm camera là mày gãy tay luôn á. Xuống nha, xuống đi bộ nha. Dạ ok, xuống. Không chịu hả? Muốn gãy tay rồi chị ơi. Bởi vậy ai nói Ngọc ai kêu con đi tập thể dục chi, đây thể dục đây. Ồ, đây đây, gặp bạn, gặp bạn nha, lại chào bạn, hôn bạn miếng nè kìa, lại hôn bạn kìa. Aww. Aww. Say thank you. Bye bye. Have a good day. You too. Đi lại thăm bạn đi con. Ừ. Con lại con coi ủa. How's your eye? Good. Yeah. Hôm qua là mấy bữa trước là bị con trai bị mèo cào, mà mấy nhân vật hàng xóm này là chứng kiến hết luôn, nên là cứ hỏi ai cũng hỏi là con mắt nó làm sao rồi, mắt nó làm sao rồi hết. Ông hồi nãy cũng lại coi con mắt nó làm sao rồi, rồi lại hung cho nó một cái, rồi ông ngồi cà phê hai tre này cũng mới vừa hỏi, nói chung là ai biết cũng hỏi hết á. Chơi đi, chơi đi, đi chơi đi, chơi đi, lại hung bạc cái này, chơi đi, chơi đi. Bạn bạn hung 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 rồi, phải gỡ cái đám vú ra mới hung được chứ sao hung, hung kiểu gì lại vậy, hung một cái dối gian, người người phụ nữ dối gian coi coi, hung hung vậy đó, hung mẹ cái coi, hung mẹ coi, hung rồi lại hung chim cò kìa đó. Hung chim cò này luôn, hung chim chim cò quỳ gối xuống luôn, cô chú thấy chưa, hoa này chay, beautiful flower you see.